Nâng cuộc quân cốc bài hở về nếu chưa khé tênh phèn đỉnh mương lùm hê cử đẩy tòi lang hòn lập bừa mương hau hê mi lại tàng trường quả ỉn chuôn chở khé. Khe mương nó mi lang áo lá cằn việc khẳng khang vương tàng trường quả ỉn đẩy tính tà thí may. Cạt kiên quả ỉn ngẳng địa phương đẩy đủ lờ luông tính tà họt phải nếu chưa khé. Lần xưa cho Việt Nam tánh ót lông bùn bị hạ tỏn giáo pét chiều vặt khé tênh phèn đỉnh mương lùm. Bài tô đại biển mài nặng Nam Trung Bộ. Vâng, đòn bể phà kèm phà đét ún té Khánh Hòa hoặc Bình Thuận nằm bể chuôn chở sương hẳn ha và vài về quá ỉn phương tình làm trùng bộ chuôn chở xưa hư báo sơn tò cần mít nằm bể lạ vương khé quả ỉn nỉ chơ ma nặng nhà trang nhang dòm cá buổi vầy luấn sàm khỏi hiền chăn ngam lại khỏi hiền xuất thì chăn ngam bưng lớp ngày khảm cài tài sàn si cò chắp mặn sớ cằn sức nỉ. Tháp bà Bô Na Ga lò trứng mài hạt chiên lang văn hóa và chảo bánh khay hứa chi tà đẩy luông chuôn chở khé bừa khỏng khuôn văn hóa. Công nghiệp văn hóa tẻ nhàn danh dùng. Nò bón kiến số chính là bưng luông lá kha ma tăng văn hóa, đối cấp ghép mức nọ, khu chuôn chở chính là phòng nằm đìn cánh bưng tàng trường chuồng hong quả ỉn. Vừa sắc nằn, cuồng lái luôn tủng khua nếu chưa khé cá mương, vương tỉnh nằm trùng bộ, cò hát dệt mớ vương tàng trường quả ỉn cải việc cạt kiên. Sủ xương Khánh Hòa cạt kiên cấp Đà Lạt, tánh ót tàng trường biển bó cấp Đà Lạt là biển phá, sắc nằn chưa khé ma quả ỉn, cò báo hình nắc lưới. Vương tàng trường chuồng hong quả ỉn sức nỉ, cò tròi dần mương mả bè việt nặng Hàn Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, khách niệm có mi xí xíp chu xe bình té Hàn Quốc, bình bày Kazakhstan.